Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Em Sơn Hùng Ô Tô ngày hôm nay thì lại quay lên cho quý vị và các bạn một chiếc xe form dáng nhỏ gọn. Đó là chiếc xe Kia Morning, một chiếc Kia Morning 2016 bản SI. Các bác nhé, bản SI, một cái bản xe mà khá là đẹp, được trang bị màu vàng cát và chiếc này được trang bị khối động cơ là 1.25. Ăn xăng thì rất ít. Xe thì bao zin nữa các bác nhé, 2016. Các bác nhé, 2016 luôn, bản SI quá đẹp. Thì em cho các bác xem một vòng xung quanh này. Em đợt này là hơi bận về một chút cho nên em không quay được ban ngày, thì tối em sẽ quay các bác, nhưng mà tối quay thì vẫn cứ rõ thôi các bác nhé. Một chiếc Morning bản SI 2016, số sàn máy 1.25. thì chiếc này bao zin cho các bác, từng keo chỉ từng phân một luôn, không mất một phân keo chỉ nào, xe cực zin, chạy rất là ít luôn. Đấy, la răng lúc 4 bánh này, phanh ABS hai bánh thôi. Vâng, thưa bác, rất đẹp luôn. Một chiếc Kia Morning nhá, form dáng nhỏ gọn, máy 1.25. Và bên em đang chào bán cho các bác chiếc xe này với giá là 275 triệu đồng. Bao hồ sơ cho các bác nhá. Đấy, một chiếc xe đây còn nguyên này. Tất cả còn nguyên zin hết này. Các bác nhá, còn nguyên zin hết, không mất một phân keo chỉ là luôn. Quá đẹp. La răng đúc theo xe nha, lốp đáp thì còn cũng khá là dày và không biết han mọt là cái gì luôn. Một chiếc Morning SI 2016, bàn phím vô lăng được tích hợp bàn phím này, túi khí này. Xe được trang bị mà số sàn nhưng mà điều hòa tự động. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ nhá các bác nhá. Xe thì khá ok luôn. Về sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một cái gì luôn. Máy 1.25, xe cực đẹp. Bao zin cho các bác về sẵn đi nhau nhé. Vâng ạ, giá bên em bán là 275 triệu đồng. Một chiếc xe được gọi là khá là đẹp, zin luôn. Các bác mua chiếc xe này về thì không phải làm gì đâu nhé. Bên em đã bao hồ sơ rồi. Thì các bác chỉ cần về ra tên là xong thôi. Các bác nhé. Chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 60-70% giá trị của xe. Chiếc này đang bán 275 triệu thì các bác chỉ cần bỏ ra tầm 70 cho đến 100 triệu đồng thôi thì các bác đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Vâng, thưa bác nhá, thì em đang giới thiệu cho các bác một chiếc xe Kia Morning 2016 bản SI. Đấy, bản SI, số sàn, la răng đúc đẹp luôn, lốp lắp còn quá là đẹp nhá. Xi nhan được tích hợp trên gương, đăng kiểm còn đến tháng 3 2022, khá là dài cho nên chúng ta không phải làm bất cứ một cái gì. Các bác mua chiếc xe này về thì cứ thế mà chạy thôi. Keo chỉ bao zin cho bác toàn tập luôn, mất một phân keo chỉ em cho cả xe luôn. Các bác nhá, xe quá đẹp. 275 triệu đồng một chiếc xe 2016 số sàn, xe quá chất, tất cả nguyên zin. Các bác nhá, tất cả nguyên zin hết. Đây ạ, tất cả nguyên zin các bác nhá, không mất một phân keo chỉ là luôn. Xe được quá đẹp, mỏng dính luôn. Đấy, bản SI nhá các bác nhá, 275 triệu đồng mà thôi, 2016. Đấy, vâng thưa các bác nhá, thì em vừa rồi đã quay cho các bác một chiếc xe Kia Morning 2016 số sàn. À đây, em cho các bác xem về máy tí này. Morning bản SI 2016 các bác nhá. Đây, em lổ máy cho các bác đây. Đó, xe thì máy 1.25, 4 máy. Mới tinh luôn nha các bác nha, máy mới tinh luôn. Và êm ru. Xe bao zin nguyên nhá, zin nguyên luôn. Các bác là tìm được lỗi xe này em cho xe luôn. Đấy, từ con ốc này, cabo này. Nha các bác nhá. Các bác nào mà tìm ra lỗi con xe này em cho luôn. Xe quá chất, bao zin toàn bộ cho các bác, không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp giấy tờ, cũng không bị va chạm bất cứ một cái gì luôn. Xe còn quá đẹp. Vâng thưa bác, thì bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Các bác có thể nhu cầu mua, bên em vẫn bao hồ sơ, vẫn bớt tiền cho các bác để các bác về ra tên đổi chủ nhé. Đấy, một chiếc Morning SI quá đẹp luôn ạ. Vâng nhá, thì các bác là đang có nhu cầu mua chiếc xe Morning nhỏ nhỏ này thì alo cho em nhé. Số điện thoại là 0789 323 799. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.